Misa thân ái gửi lời chào đón quý vị đang ghé thăm kênh YouTube của giọng đọc xứ Cô Hoa trong giờ đọc truyện hôm nay. Cũng không quên chúc quý vị cùng gia đình một ngày mới thật an yên và tràn đầy sức khỏe. Giọng đọc xứ Cô Hoa nơi đây xin tri ân đến tất cả quý vị đã, đang và sẽ thương yêu giọng đọc. Quý vị ơi, Misa cũng ước mong quý vị đừng quên tiếp tục ủng hộ cho giọng đọc xứ Cô Hoa nhiều hơn nữa trong thời gian sắp tới bằng cách nhấn chuông subscribe đăng ký kênh và giới thiệu cho người thân cùng bạn bè biết đến giọng đọc xứ cô hoa nữa nhé xin cảm ơn quý vị rất nhiều trong buổi gặp gỡ hôm nay misa mời quý vị cùng thưởng thức phần tiếp theo của tiểu thuyết con nhà giàu của tác giả nhà văn hồ biểu chánh chúc quý vị có một buổi nghe truyện thiệt là thoải mái chương 4 thượng tứ chạy trở về nhà mẹ mà ngủ mấy đứa ở mở cửa gian mùng lộp cột làm cho bà kế hiền giật mình thức dậy bà thấy con sửa soạn ngủ thì bà hỏi rằng sao bữa nay không về bển mà lại về đây thượng tứ không trả lời cứ cội áo cội giày mà đi ngủ thượng tứ nằm liêm diêm nhớ cô hai hậu mặt sáng rỡ má miếng bầu mắt láo liên tóc láng mướt tướng đi yểu điệu miệng nói như cười, gò má trắng đỏ tợ hoa sen, nước da mịn mà coi mắt rượi thì trong lòng cậu khoan khoái, ước thầm chớ chi có người đó nằm một bên mình, chắc là mình vui vẻ chẳng có chi bằng. Cậu nhớ cô hai hậu rồi, cậu nhớ tới vợ nhà, cậu so sánh hai người thì cậu chê vợ nhà đủ thứ, chê nước da không trắng, chê cặp mắt không lanh, chê giọng nói không có duyên, chê tánh ý hay hà tiện. Cậu nhớ chuyện gây gỗ với vợ hồi chiều, nhớ chuyện không tiền mà trả nhà hàng hồi nãy, thì cậu lấy làm tức giận. Quyết thế nào cũng phải vay cho được một ngàn đồng bạc đặng chơi bời với anh em. Mà xài hết số đó rồi không biết chừng kiếm thêm nữa. Mình á, tiếng là con rể nhà giàu. Người ta tiêu mình nó là cậu tư Mỹ hội. Mình là người có học thức mình chơi với thầy ký thầy thông mà trong bóp phơi không có năm ba tấm giấy xăng thì còn gì mà danh giá phải có tiền làm sao cũng phải có tiền mới được chứ còn hả có con vợ thì thay kệ vợ làm sao cũng phải trai gái với cô hai hậu như cô này nãy mà phải cưới cổ thì mình cưới làm hôn thú bực nhì vợ nói sao được mà sợ mà như vợ muốn sanh điệu thì mình đạp đích không có tiếc gì á cậu suy nghĩ riết nên mệt trí nên mơ màng rồi ngủ quên sáng bữa sau thượng tứ thức dậy đi ra đi vô vì cậu có việc lo tính riêng trong trí nên cậu không muốn nói chuyện với mẹ mà cũng không tính trở về bên vợ chừng ăn cơm rồi bà cái hiền mới nói với con rằng cơm nước rồi thôi à, con sửa soạn đi về bển đi con đi từ hồi hôm cho đến bây giờ anh chị không biết con đi đâu chắc là anh chị trông lắm trông thì trông có hại gì đâu mà lo vậy chứ hồi hôm con đi á con có nói con về bên này hay không không con không có nói cho người ta hay rồi con đi biết nhưng vậy người ta lo chứ họ lo giữ tiền chưa có biết lo giống vậy con nói làm sao làm vậy dầu mà họ có lo giữ tiền đi nữa ấy là cái phước của con chứ làm sao con lại trách người ta cầu cho họ giữ đặng ngày sao có mà để lại cho vợ chồng con chứ má cứ ham tiền hoài tại má ham tiền nên tôi mới mắc một con vợ như vậy đó vợ làm sao cha chả vợ như vậy con còn chê cái nỗi gì phải nó đen đúa thiệt nhưng mà coi mặn mòi chứ không có phải xấu xa gì đó đâu tốt với má chứ tốt với ai đi ra thấy người ta rồi dòm lại nó mà mắc cỡ hả sao mà mắc cỡ tuy nó không có bóng sắt xong nó hiền đức nó giỏi việc nhà nó có tiền nhiều nó có chỗ gì mà chê được đâu Con đừng có nói bậy Ở đời Vợ xấu mới chắc là vợ của mình đó con Chứ cái đồ bóng láng Có ra gì đâu Thượng tứ nghe mẹ khuyên lơn Đã không cảm ơn Mà lại rùng vai Rồi bỏ đi ra phía trước Coi bộ vô lệ hết sức Bà kế hiền vì thương con Nên không thấy cái quấy của con Nên ngủ nghịch mà bà không giận lại cứ theo khuyên dỗ biểu về hoài. Thượng tứ thấy vậy bèn làm núng, xin bà phải cho 500 đồng cậu mới chịu về. Bà nghe nói tiền thì bà la ó, cậu làm giận, cậu thề không thèm về vợ nữa. Bà cùng thế, tuy bà rầy ôm sòm, xong rốt cuộc rồi bà cũng phải lòi cho cậu hết 100 đồng bạc. Thượng tứ lấy tấm xăng bỏ vào bóp phơi, rồi cậu mới thay áo mang giày lên xe mà đi. Bà tưởng con biết nghe lời nên thấy con đi trong bụng mừng thầm. Chẳng dè ra khỏi cửa ngõ rồi, cậu không chạy về chợ ông Văn mà cậu lại quẹo lên Mỹ Tho. Lúc ấy đã 3 giờ chiều, thượng tứ biết thầy thông hàng mắc làm việc nên cậu không ghé nhà mà kiếm. Cậu ngừng xe, đổ dầu xăng đầy thùng mà đổi tấm giấy bạc rồi chạy theo đường mé sông cậu quay. Chạy ngang nhà ông giáo chuột, cậu cho xe chạy chậm chậm đặng có liếc mắt ngó vô nhà mà kiếm cô hai hậu bận chạy qua thì không thấy tâm vàng mà chừng trở lại thì cậu thấy cô nọ đứng trước cửa cậu dở nón chào cô cô cũng cúi đầu đáp lễ mà cô lại chứng chiếm cười làm cho cậu hân hoang, quên bóp kèn gần cán con sạm gánh nước cậu xuống nhà hàng trả tiền rượu hồi hôm rồi ngồi đó uống sữa đá mà đợi 5 giờ sẽ đi đón thầy thông hàng thầy thông hàng chơi với anh em hễ thầy hứa dùm giúp việc gì thì thầy hết làm lo lắng hồi hôm thầy hứa với thượng tứ mấy điều thì sáng ra thầy lo làm liền chớ không dám nệ trễ buổi sớm mơi thầy lên sở bằng khoáng mà xin sao lục tờ chúc ngôn tương phân của ông kế hiền toại trưa về ăn cơm rồi thầy không thèm nghĩ thầy kêu xe kéo tuốt lên nhà ông giáo chuột mà đưa tờ tương phân cho ông coi ông giáo chuột đã mười mấy năm chuyên nghề cho vay đặt nợ ông lành nghề của ông lắm ông cầm tờ chúc ngôn tương phân coi từ đầu chí cuối rồi mới nói rằng cậu thượng tứ bây giờ đứng bộ một trăm mẫu ruộng thật năm mươi mẫu hương quả rồi ngày sau cậu được năm mươi mẫu trong phần dưỡng lão nữa cậu có hai trăm mẫu điện mà cậu dai có một ngàn thì cho dai không có phải sợ gì ngặt gì á theo lời chúc ngôn chừng nào bà lý thị nho qua đời rồi thì cậu mới được hưởng quê lợi cậu có ruộng mà không có quê lợi cho cậu dai rồi cậu lấy gì mà cậu trả tôi năm ngoái tôi thấy thầy ban biện trí là con nhà giàu tôi làm bướng tôi cho thầy dai năm ngàn Hôm tháng viên thấy trả tiền lời, còn vốn mà thấy trả không có nổi. Kế tôi nghe ông già thấy chút ngôn chia ruộng đất mà không có cho quê lợi. Tôi chết điến xưa rồi, không có biết làm sao mà đòi vốn lại. Tôi bị người anh mà mắc kẹt hết năm 000 đồng bạc. Tôi rầu quá, giúp cho người em nữa làm sao được. Thầy thông hàng cười mà đáp rằng, <laughs> tôi nghe nói ông thạo nghề cho dai lắm mà sao ông lại sợ như vậy ông cầu mà cho anh em thầy ban miễn ký dai chứ phàm á cho dai thì cốt là lấy tiền lời cho mấy chủ chắc chắn á mình cầu họ đừng có trả vốn để cho mình lấy tiền nhiều năm ví như ông cho một ngàn ông lấy tiền lời trong ba năm thì đủ số vốn rồi mã số một ngàn cũng còn đó coi không phải lợi nhiều hay sao đã biết thầy ban biện chí với cậu thượng tứ tuy đứng bộ làm chủ ruộng đất song chưa có ăn quê lợi ruộng đất như vậy mới chắc chứ bởi vì có đem bán cho ai được mà mình sợ mất nợ còn như ông có muốn cho chắc nữa thì ông cho gia nhiều nhiều rồi ông buộc phải làm từ treo cho ông ông với tôi là anh em quen biết nhau lâu rồi tôi tỏ thiệt với ông cậu thượng tứ còn nhỏ mà tôi coi cậu ham phá nhà quá ông thử nhữ mà đưa cho cậu chừng 10.000 đồng bạc thì ông lấy ruộng đất của cậu hết tôi hứa tôi sẽ làm mối dùm cho ông cậu tin cậy tôi lắm tôi nói cái giống gì cậu cũng nghe hết thải ông cho lần một 000 mà nhữ cậu đi ông cứ tính tiền lời theo bạc 14 bốn nếu ra duyên cậu không có trả thì ông bắt chồng vốn lời mà thay giấy ông chồng như vậy trong 5, năm ba năm á và nếu cậu hỏi thêm thì ông đưa thêm nữa thì ông sẽ lấy ruộng đất của cậu ông giấu chuột nằm xuống làm thuốc mà hút ít điếu ông suy hại tính lời đã cạn rồi xong ông còn làm bộ dục giặc mà nói rằng à cậu thượng tư còn con nít tôi không có nở toàn mưu tính kế mà giật sự nghiệp của cậu. Thả cậu dai ở của ai cậu dai. Chớ thiệt trong bụng tôi không có muốn giúp cho cậu đồng nào hết. Mình lớn, cậu nhỏ. Mình dính dấp với cậu sợ e mình phải mang tiếng chứ. Ngặt gì cậu là anh em của thầy. Thầy nói giúp giùm mà tôi không có chịu thì thất thể diện của thầy chăng? Thôi đi bác, bác đừng có đánh đạo. Không phải tôi đánh đạo, thiệt tình như vậy chờ. Thôi, chiều nay như cậu qua thì tôi dắt cậu lên làm giấy lấy bạc đó đà. Cũng được, mà thầy phải nói trước với cậu tiền lợi tính bạc 14 đà. ngàn không? chịu nhưng vậy tôi mới cho. Chịu mà, ông cứ đòi lời theo bạc 14 đi để tôi nói vô cho nè mà ông phải nói cho tôi đứng bảo lãnh nữa nha bảo lãnh là làm chi ấy ông cứ nài bảo lãnh đặng cho cậu tin rồi sao làm công chuyện mới được chứ ông hiểu không hiểu 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 tôi hiểu rồi ông trả tờ tương phân lại cho tôi đi đặng chừng cậu qua tôi trao cho cậu rồi tôi dắt cậu lên đây Thôi để tôi về cho ông nghỉ nha. Thầy thông hàng xếp tờ tương phân mà bỏ vào túi, rồi lấy nón đội lên đầu. Lúc thầy nắm tay ông giáo mà tự giả, thì thầy vừa nhớ mắt vừa cười mà nói rằng, Hà, ông đừng có đòi 100 đồng bạc của tôi nữa. Nếu ông biết xử phải thì tôi sẽ làm cho ông có lợi 5-7 ngàn cho ông coi. Ông giáo chuột gục gặt đầu mà đáp rằng, Biệt, 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 tôi biết sự phải mà tội nghiệp cho cậu tư mỹ hội người ta sắp đặt như vậy mà cậu không già cậu ngồi nhà hàng uống sữa khí sắc hưng hoang khi thì nhớ gương mặt của cô hai hậu tròn trịa bảnh bao khi thì ngó chừng đồng hồ đang đi đón thầy thông hàng mà hỏi thăm chuyện vay bạc đồng hồ gõ 5 giờ thượng tứ lên xe mà đi xe chạy vừa khỏi nhà ga xe lửa thì gặp thầy thông hàng ở trên đường hàng gáo đường lân tơn đi xuống thượng tứ ngừng xe anh em mừng rỡ rồi rủ nhau chạy một vòng chơi thầy thông hàng vừa bước lên xe thì thượng tứ nói rằng tôi khoái quá thầy tôi mới gặp mặt cô hai hồi nãy á cô hai nào cô hai hậu á à, à, ở đâu mà cậu gặp tôi chạy ngang nhà cổ đứng trước cửa cổ chào tôi mà cổ lại còn cười nữa chứ khoái quá cậu này đa tình thiệt cơ mà cậu dám quá tôi chạy ngoài lộ có động tới ai đâu mà không dám ông giáo ổng khó lắm nói cho cậu biết nha con ổng khó thì tôi mới lo chứ ổng khó hay là dễ nhắm cũng không có hại gì á Cậu muốn dai bạc của ổng mà cậu làm lộn xộn đây rồi ổng ghét, ổng không có giúp bạc cho cậu chứ. À, thầy xin sao lục giùm từ đó rồi hay chưa? Rồi. Nội buổi sớm mời á mà rồi cũng không có ít gì á, bởi vì hồi trưa tôi gặp ông giáo, tôi đưa cho ổng coi thử. Ổng coi rồi ổng nói ruộng cậu làm chủ mà cậu không có được ăn quay lợi. Cậu lấy bạc rồi, cậu lấy gì mà cậu trả? Ông già thiệt là khó chịu. Tôi năn nỉ trọn một buổi trưa. Tôi nói riết rồi ổng muốn siêu lòng. Xong ổng đòi tiền lời tới 14-15. Gắt gớm quá. 14-15 là là làm sao? Nghĩa là cậu dai 1 ngàn. Ra ngoài ngại cậu phải trả vốn lời 1 ngàn tư hoặc 1 ngàn rưỡi. Trời ơi! Ăn lỡ gì mà nhiều quán vậy? thì họ cho dai họ ăn lợi dừng vậy chừng sao nhân nghĩa lắm thì ít nữa cũng 400 đồng bạc lời vì lúc này muộn rồi không ai còn bạc mà cho nên ổng mới làm ngặt năn nỉ với ổng ăn chừng 400 đồng bạc lời được không bây giờ tháng 10 rồi từ đây cho tới tháng giêng tháng 2 có ba bốn tháng mà gì để tôi nói lại với ổng coi ổng còn buộc tôi phải bảo lãnh cậu nữa đà. Không hại gì, thầy làm ơn bảo lãnh giùm tôi đi. Tôi với cậu không có ngại gì, lãnh thì lãnh chân sao? Không lẽ cậu lại bỏ nợ cho tôi trả? Đâu mà có như vậy, chừng nào làm giấy lấy bạc được. Để mình ăn cơm rồi dắt nhau lên nhà ổng nói lại coi. Như ổng chịu thì làm giấy lấy bạc liền. chắc là ổng chịu mà ổng là cha vợ tôi ổng muốn ăn lại bao nhiêu ổng ăn tôi không cần thầy thông hàng nghe nói như vậy thì thầy cười thượng tứ tưởng thầy cười về mấy lời nói chơi của mình có duyên chớ nào dè thầy cười là cười miếng mồi thầy thả ra mà cá đã táp nuốt hai người chạy xe chơi ít vòng rồi ghé lại nhà hàng mà ăn cơm thường tứ bữa nay có sẵn gần 100 đồng bạc trong túi đã mới thấy mặt cô hai hậu mà lại chắc sẽ có thêm một ngàn nữa bởi vậy cậu hân hoan nói nói cười cười không ngớt thầy thông hàng cũng vui vẻ về việc của thầy nên cũng nói cũng cười mà thầy chẳng nói việc chi khác hơn là việc ông giấu chuột cho vai thầy chẳng cười việc chi hơn là cười cậu tư mê hai hậu ăn cơm rồi thầy thông hàng mới kêu bồi biểu đem cái bong thiếu tiền rượu hồi hôm đặng thầy trả luôn thể cậu tư nói cậu đã trả tiền rượu rồi mà cậu lại dành cậu trả tiền cơm cậu không cho thầy thông hao tốn với cậu thầy thông làm giận làm hờn ngoe ngoẩy bỏ đi trước ra xe mà ngồi chừng cậu tư ra theo thì thầy mới nói rằng mò giận toa quá mò muốn à không có thèm dắt toa lên ông giáo để toa nhớ cô hai đêm nay toa khóc biết trận á cậu tư cười mà đáp rằng <laughs> tội nghiệp tôi mà thầy thông thầy muốn tôi chết hay sao nếu đêm nay mà tôi không có ngó thấy mặt cô hai hẩu được chắc là tôi phải tự giận quá thầy thông cười ngất rồi biểu chạy xe vô nhà thầy mà lấy tờ sau lục tương phân đặng có lên ông giáo cho sớm Chẳng hiểu cô Hai hậu có biết trước bữa nay sẽ có khách tới nhà hay không. Mà gần đó đèn, cô gỡ đầu, bới láng nhuốc. Cô dồi phấn mặt trắng đỏ. Cô mặc áo màu trứng gà. Cô bận quần lụa trắng bông hường. Cô đi dép quay nhung đen. Sắc cô đã đẹp mà cô còn tô điểm thêm nữa. Nên bợm háo sắc, ai thấy cũng phải mê mẩn. Khi thầy thông hàng biết cầu thượng tứ bước vô nhà, cô hay hậu mắc ở dưới nhà sau ông giáo tiếp khách mời ngồi rồi kêu đứa ở mà biểu đem nước uống vì ông phân cử ban đêm thường 8 giờ ông mới hút bởi vậy bên cái giường chưa thấy nổi đèn ông ngồi tại bộ ghế giữa mà nói chuyện với khách con nhỏ ở bưng nước trà vừa để trên ghế thì cô hai hậu ở trong cửa buồn bước ra cô cúi đầu chào hai người khách rồi cô vói tay để một gói thuốc với cái hộp quẹt trên dĩa dựa hai cái tách đó thượng tứ phần thì khớp về hương trời sắc nước phần thì sợ ông giáo thấu đáng bụng của mình bởi vậy cậu ngồi trân trân cậu không dám ngó mặt cô hai hậu khi cô để gói thuốc trên dĩa cậu liếc thấy bàn tay của cô trắng nõn ngón tay nhỏ xíu phao tay ửng hồng thì cậu hồi hộp trong ngực lộn xộn trong trí nếu ai cắt cớ hồi đó hỏi cậu tại sao mà vậy thì cậu chắc cũng không biết sao mà nói được cô hay hẫu lại ghế xích đu mà nằm vừa nói chuyện nho nhỏ với con ở cái ghế xích đu ở nhằm phía sau lưng cầu thượng tứ cậu không dám dây đầu lại mà ngó cô cậu lấy làm tức vì sự vô ý của cậu chớ chi hồi cậu mới vô cậu ngồi phía bên kia thì bây giờ liếc ngó dễ biết chừng nào Cậu mắc tiếc về sự đó nên cậu quên tưởng chuyện vay bạc mà nhờ có thầy thông hàng lanh lợi thầy khởi đầu mà nói với ông giáo giùm cho cậu ban đầu ông giáo làm khó ông không chịu cho ông nói rằng ông có coi tờ chút ngôn tương phân rồi ruộng đất lộn xộn lắm làm chủ mà không ăn quay lợi vay bạc rồi lấy gì mà trả nếu ông kiện ông lấy ruộng ông cũng không cho mướn được thầy thông theo năng nỉ trót nửa giờ đồng hồ ông mới chịu cho xong ông buộc nội tháng viên phải trả vốn trả lời tiền lời tính 400 mà phải có thầy thông đứng bảo lãnh mới được thượng tứ nghe nói ổng đòi tiền lời theo bạc 15 té ra bây giờ ổng tính theo bạc 14 thì cậu mừng nên cậu chịu liền ông giáo biểu làm giấy phải biên nói với 1.400 đồng giao qua tháng giêng an nam năm sau thì trả nếu tới kỳ mà không trả đủ số thì chủ nợ kiện đòi lấy số ấy và đòi tiền lời theo phép kể từ ngày làm giấy lại cũng phải khai trong giấy rằng người vai có giao cho chủ nợ một bổn sao lục chút ngôn tương phân cầm làm bằng nếu chưa trả đủ số nợ mà lén bán ruộng đất cho người khác thì chủ nợ được phép kiện đến tòa hình mà buộc tội sang đoạt Thượng tứ quyết lấy cho được một ngàn đồng bạc nên buộc thế nào cậu cũng chịu hết. Ông giáo bèn kêu con lấy giấy mực rồi ông xin lỗi với khách đặng ông nằm hút ít điếu. Ông giáo qua bên giường nổi đèn nằm chinh trong. Thầy thông hàng ngồi viết não cái giấy nợ. Cậu thượng tứ ở không. Cậu đứng dậy làm bộ coi thầy thông viết. Mà kỳ thiệt cậu qua đứng phía bên này đặng liếc ngó cô hai hậu chơi. Cô hai hậu nằm trên ghế xích đu Cô tự nhiên không ái ngại chi hết Cậu ngó cô thì ngó Cô cứ lúc lắc cái ghế Hoặc nói cười với con nhỏ ở như thường Thầy Thông làm não tờ xong rồi Mới đem đưa cho ông giáo coi Ông bắt bẻ thêm bớt một hai câu cho rành Rồi ông đưa cho thượng tứ chép lại và ký tên Thầy Thông cũng đứng bảo lãnh một bên đó Thầy và ký và nói rằng À, từ nhỏ tới bây giờ tôi mới lãnh nợ lần này là lần thứ nhất à vợ tôi nó hay đây chắc nó cằn nhằn dữ lắm cô có gặp nhà tôi thì cô đừng có học đi học lại nghe hôn cô hai cô hai hậu cười và đáp rằng <laughs> bẩm thầy thầy làm ơn cho anh em á em tưởng vào cô thông có hay cô cũng vui lòng chứ làm sao mà thầy lo tuyên vậy mà thầy dặn trước thì em đâu có dám học thượng tứ nghe tiếng nói mềm mỏng khôn ngoan trong ngần lạnh lót thì cậu ngẩn ngơ trong lòng nên cậu đứng ngó cô mà miệng chúm chím cười ông giáo đọc cái giấy rồi ông đi mở tủ sắt lấy một ngàn đồng bạc mà trao cho thượng tứ thầy thông hàng biết ý thượng tứ muốn chà lết ở mà ngó cô hai hậu chơi nên thầy leo lên giường nằm đợi ông giáo làm thuốc cho thầy hút vài điếu, rồi mới chịu từ giả mà đi. Thượng tứ ra về, cậu chào cô hai hậu mà cậu cười đưa tình. Cô cũng đáp lễ và cười, xong không hiểu cô có rõ thấu ý tứ của cậu thượng tứ hay không. Thượng tứ lên xe mà đi, cứ trầm trồ cô hai hậu hoài, ước mong làm sao phải nói chuyện được với cô một lần mới phỉ dạ. Thầy thông hàng khuyên cậu chậm chậm, rồi thầy sẽ liệu dùm. Thầy ép cậu ở chơi một đêm, rồi thầy bài đặt mướn một cái phòng, kêu hai cô ca nhi dọn mâm á phiện, mua rượu xăm banh, sắp đặt đủ các cuộc vui cho thượng tứ. Cậu thượng tứ vui thì vui, mà một lát cậu nhắc cô hai một lần, dường như cái hình của cô đã chạm vào trí của cậu rồi. Chẳng có giây phút nào mà cậu quên được chơi đến sáng bét rồi thượng tứ mới cho tiền sắp cai nhi trả tiền phòng tiền rượu và từ giả thầy thông hàng mà về Dòng đọc xứ cơ hoa xin tạm dừng ở đây hẹn gặp lại cả nhà vào buổi đọc truyện tiếp theo nhé chúc cả nhà và gia đình có một buổi tối thật an yên và hạnh phúc